Càng nhìn xa càng nhiều km, gió càng mạnh càng mãn. Hú, hú, hú. Mẹ định làm Tôn Ngộ Không hay sao mà hú với cả hí ở trên đây? Tôn Ngộ Không. Hú. Tao chuẩn bị cho mày ăn gậy đây. Thằng Ngao nó bảo là hôm nay dẫn người yêu về. Mẹ ngó xem nó về chưa chứ Ngộ Không cái gì. Này, mình thừa hơi hay sao mà lại đứng đấy thở vào buồng chuối thế? Con trai mình nó bảo là con dâu tương lai thích ăn chuối, mà buồng chuối này còn xanh quá, em hà hơi một tí. Hà hơi à? Người ta vẫn hà hơi thổi ngạt, đây lại hà hơi cho chuối là dư thế nào? Chuối chín rồi đấy. Anh hùng hà hơi chín chuối có trong truyền thuyết ở đây rồi. Một tuần rồi con chưa đánh răng nên là mới được như thế đấy. Thảo nào tối hôm qua mút môi thấy khấm khấm. Thằng Ngao nó bảo là người yêu của nó tâm hồn đẹp lắm. Ôi giời. Để con thử xem cái chuối hà hơi xem có được không nào. Cũng hơi ngon ngon. Thằng này kiếm được cái đứa tâm hồn đẹp là tốt đấy. Mong là như lời nó nói. Quan trọng là cái nến. Tâm hồn trong sáng đẹp đẽ. Dắt một tí tiết kiệm xe. Ôi giời. Có cái gì ở đấy mà be bịt ghê thế? Bưởi của em chưa cái gì. Em là một người phụ nữ kín đáo. Be vào không người ta nhìn ngại lắm. Thời đại bây giờ, cái gì đẹp là phải phơi ra, bành thị loài ra. Người ta không có còn phải đi bơm, đi độn, mình có lại bịt lại. Làm sao phải theo người ta? Người ta ăn ấy anh có ăn không? Em là con nhà gia giáo, phải kín cổng cao tường. Vậy tùy em. Người như em là người nhà anh thích đấy. Cháu dâu ơi, bảo mong cháu dâu tâm hồn đẹp lắm rồi đấy. Hai cái đứa này lâu về ghê chứ lì. Con dâu ơi, chuối đang đợi chui vào mồm con đây. Con chào cả nhà. Vào trong đi em. Dạ, con chào bà, con chào hai bác. Chào con. Chuẩn bị làm bánh hay sao mà lại mang lá chuối đến thế hả? Hay là ghẻ lở hắc lào mà phải che à? Bà buồn cười. Người nuốt nuồn nuột thế này lại bảo ghẻ. Bà được xem bao giờ mà biết nuột. Làm sao mà lại phải be thế? Tâm hồn đẹp. Tâm hồn đẹp là cái ở bên trong. Sao lại phải che? Bố không hiểu cái gì cả. Tâm hồn đẹp là một tâm hồn căng tròn, hở ra là người ta nhìn mòn bớt ngay. Con ngại lắm, con ngại lắm, mọi người đừng có nhìn. Mời cả nhà nhé. Đợi mẹ tí. Ừ.
Anh làm sao thế? Phải gió à? Có cái gì nó ngồn ngộn che kín mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Em buồn cười thật. Cho con ăn thì phải vào cái chỗ kín kín. Cả nhà ngồi đây lại vạch ra. Cho con ăn chứ ăn trộm ăn cắp gì mà phải vào chỗ kín kín. Này, đeo cái kính râm vào không lác mắt bây giờ. Ngày xưa be bịt lắm cơ mà. Lấy lá chuối be rồi, con ngại lắm, con ngại lắm. Ngày xưa thanh niên thì thế, giờ đẻ đái rồi. Làm sao phải giữ gìn, hôm nào cũng bố bên con bên, nhão hết bánh đúc rồi. Thì giữ gìn làm cái gì? Thế thì chịu bà rồi. Còn nhiều cái phải chịu đấy. Hai mẹ con ở đây, anh vào trong kia mua ít đồ rồi anh ra. Được rồi, anh cứ vào đi, em có phải là trẻ con đâu mà sợ lạc. Từ lúc lấy về là cô thay đổi nhiều lắm, mệt ghê cơ. Kính mời các anh đi ngược các chị đi xuôi, vào đây mua hoa quả ăn cho người đẹp da. Phụ nữ thì thêm mặn mà, đàn ông thì phải gọi là như trâu. Chào bác, bác bán cho em ít hoa quả về thắp hương. Mua ở đây về chú chỉ việc ăn thôi, không phải thắp hương, tôi thắp sẵn rồi. Giữa đường giữa chợ vạch áo cho con bú thế kia có điên không? Cô có biết thế nào là vô duyên vô dạng không hả? Đầy người cũng làm thế chứ riêng gì mình em đâu.